Xin chào thầy Dương Trung Hiếu và các thành viên trong nhóm. Hôm nay thì tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên là Nguyễn Tấn Tài và với cái kênh là Tài Âm Nhạc. Và tôi đã được nghe thầy giới thiệu về cách làm YouTube cách đây cũng hơn một năm. Và sau đó tôi đã bắt đầu làm với kênh YouTube của mình vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. Và đến nay thì kênh cũng đã được bật kiếm tiền hơn được một tháng. Và hôm nay thì thấy thầy kêu gọi trong nhóm có làm những video clip về tự giới thiệu về bản thân. Hôm nay thì mình cũng xin nói về bản thân một xíu. Hiện tại thì em là một giáo viên của trường tiểu học cái bộ môn đó là bộ môn âm nhạc của một trường của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Và trước đây thì em cũng đã học các cái lớp như là lớp về trung cấp sư phạm về âm nhạc của trường văn hóa nghệ thuật của Trà Vinh, và sau đó là học liên thông của trường học đại học sư phạm âm nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại thì cũng đã duy trì khoảng 10 năm, nghĩa là đã đi dạy gần 10 năm. Và với những cái kiến thức về chuyên môn đó thì qua thực tế thì cũng đã áp dụng rất là nhiều trong công việc giảng dạy. Và qua đó mình cũng rất muốn là sẽ làm một cái gì đó khác hơn một xíu, nó cũng dính líu với bộ môn của mình. Thì mình cũng đi học và tìm hiểu thêm một phần nữa, đó là về thu âm và hòa âm phối khí trên máy tính. Thì cái đó là mình cũng cách đây cũng hơn 3 năm mình cũng đã đi học ở trên Sài Gòn với cái khóa học này. Lúc đó mình cũng nghĩ là mình có thể đi đánh show một thời gian, show nhưng ở dưới quê thì những show đám cưới, đám hỏi hay là các show đánh đàn khác. Thì do là khi mà mình công việc ở trường hay công việc gia đình khiến cho mình khó khăn về nhất là về thời gian và sức khỏe, chính vì thế mình chọn cách là làm việc tại nhà, đó là cái phần thu âm và hòa âm. Thì khi mà mình đầu tư về việc này thì xong lại mình thấy một cái vấn đề nữa, đó là về cái khả năng về truyền thông, có nghĩa là về việc làm đó mà cái sự truyền thông yếu quá và mình không biết cách để mà mình quảng bá sản phẩm cho những người khách hàng của mình, hay là những ca khúc hay những bản phẩm do mình làm ra, mình cũng không có một cái kênh nào đó để mà đẩy lên cho nó phát triển. Chính vì thế thì mình mới nghiên cứu về cái phần làm YouTube. Và cũng nói thêm về một khía cạnh nữa, đó là về thu nhập. Thì trong cuộc sống thì đôi khi nó cũng có những cái không ai gọi là đủ. Và khi mà mình càng lớn, mình còn lập gia đình, con cái các thứ thì hiển nhiên thì mọi thứ nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều thứ, và dường như chúng ta phải cần làm thêm một cái gì đó. Chính vì thế thì cũng một cái duyên, đó là mình cũng theo dõi một cái kênh, đó là kênh của anh Quốc Lâm, bác sĩ nhà đất. Thì qua đó mình theo dõi rất là nhiều video, và qua cửa miệng của anh nói thì cái mình mới phát hiện ra có một người thầy, đó là thầy Dương Trung Hiếu, có hướng dẫn về làm YouTube. Thế là mình mới search trên YouTube để mình tìm, và thế là mình đã theo dõi kênh của thầy và nghiên cứu kênh thầy rất là nhiều.
từ những chiêu thức gì đó làm trang web, tạo hệ thống các thứ, thì mình cũng đã áp dụng nó cho cái kênh của mình, và cả những cái phương thức làm một trang web như thế nào và các thứ. Thì mình học được cái gì là mình dường như là mình làm cho cái trang web mình hết. Đó là những ý tưởng gì mà thầy nói ra bật ra là mình áp dụng ngay cho cái trang web của mình. Còn về cái kênh YouTube thì sau này thì mình cũng có chỉnh sửa từ từ, có nghĩa là mỗi ngày mình học thêm một ít của mình từ những cái chia sẻ của thầy hàng ngày, rồi mình cũng chỉnh sửa lại cái kênh của mình cho nó tốt hơn, từ những cái thumbnail, từ cách sell video, về mọi thứ. Và qua đó thì mình thấy là tới bây giờ mình vẫn còn cảm giác là mình còn thiếu hụt về kiến thức về cách làm YouTube, mình chưa cảm thấy đủ, và mình cảm giác là mình còn bị nghèo nàn về cái nội dung. Cái nội dung đã khiến cho mình nó chậm ra video rất là nhiều. Còn thiên về kỹ thuật các thứ thì mình cũng đã rèn luyện về cái cách làm cho cái riêng của mình, thì cũng qua những cách hướng dẫn của thầy về cách sử dụng các cái phần mềm như Realme. Hiện tại thì mình cũng sử dụng cái Realme để mà chỉnh sửa video cho mình và biên tập dựng video. Về định hướng sắp tới của kênh YouTube thì của mình thì mình cũng cần ngồi lại để mà tìm về cái nội dung để mà mình khai thác cho nó hấp dẫn hơn, và đó cũng là một cái điều mong muốn là được thầy góp ý về cái nội dung cho kênh YouTube để giúp cho kênh của em được phát triển nó tốt hơn. Vì hiện tại thì thấy nó cũng khá là kênh nó cũng khá là chậm. Về định hướng tương lai thì cũng rất là muốn về việc tự do tài chính, tự do về cái thời gian để giúp cho việc mình phát triển về cái sự đam mê và cái công việc của mình nó tốt hơn, ít sự gò bó, nhất là về thời gian, để mình có thể đầu tư thật nhiều để mà mình làm và nó mang lại hiệu quả nhiều hơn. Cuối lời, xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống, và xin chúc các anh chị và các bạn trong nhóm luôn thành công và hướng tới một nhóm đoàn kết và mang lại hiệu quả cho tất cả mọi người. Xin trân trọng cảm ơn.